Hay là anh đi lấy người khác đi, giống như ý của bố. Em xin lỗi. Thôi, để anh đưa em về. Không được. Anh mà về lúc này bố sẽ càng giận thêm. Anh ở lại với bố đi. Người muốn đi á thì cứ để người đi. Mày giữ làm cái gì? Nhưng mà tôi nói cho chị biết, đi thì rất dễ, về thì rất khó đấy. Em xin phép bố. Bố. Tại tháng sau, hay là em có tiền, em sẽ trả cho anh nha. Nha anh. À, dạ, anh chỉ mượn anh. Dạ, 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 em cảm ơn anh. Vậy ngày mai em đợi anh ở cổng trường nha. Dạ, anh nhớ qua nha, anh không qua là chết em luôn á. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Nè, con phải cộng đây nè, con phải cộng. Đâu có đúng đâu ba. Ba. Chưa, từ 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 ba chơi 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 chơi. Em rảnh vậy sao không xuống phụ anh một tay? Cả ngày em cũng quần quật với mười mấy đứa nhỏ trên lớp chứ bộ. Anh có biết bây giờ cả người em ê ẩm lắm không? Giờ là giây phút để em tận hưởng, em nghỉ ngơi. Mà anh cũng tị nạnh với em nữa. Thì anh cũng quần quật cả ngày ở nhà mà. Đó là công việc em làm hàng ngày trong vòng 8 năm rồi đó. Anh mới làm có mấy ngày thôi mà cũng than vãn. Chào chị đẹp. Hôm nay rất đáng để ăn mừng đúng không? Ăn mừng. Ăn mừng thì chị đã hết giận em. Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng. Tướng Liên ly hôn. Cả cái dòng họ mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt. Mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em nhỉ. Đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh đi lấy người khác. Như vậy là trái luân thường đạo lý, anh hiểu chưa? Tại sao hắn đến đi? Một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm. Dù em buồn gặng say. Ta thôi hết thăng trầm. Vì em chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi, chúng ta phải hạnh phúc.